Chào mừng các bạn đã một lần nữa đến với series Animal Crossing, cuộc sống trên đảo khoai với mình, ba anh, hay còn được biết đến là anh Cà Tây. Và đây là tập thứ, hình như là thứ tư rồi thì phải. Trước tiên thì dành cho những bạn nào chưa biết, Animal Crossing là một game được chơi trên nền tảng Nintendo Switch mà mọi người chơi sẽ được quăng vào một cái đảo, kiếm mọi cách để vừa có thể có đủ tiền để mà trả nợ cho chúa đảo Thumb Nook, ổng là một con chồn, và vừa có thể phát triển cái đảo của mình lên, trang hoàng cho nó hoành tráng, để cho bằng anh, bằng chị, bằng em, bằng luôn ông hàng xóm, hoặc trong trường hợp của mình là để cạnh tranh với đảo của Lily, người bạn rất thân thiết của mình. Lily cũng có một cái đảo riêng của mình nha. Đó thì dành như mà nào chưa biết thì các bạn hãy xem lại video này. Trong từ tập 1 tới tập 3 đó thì mình đã trải qua tất cả những cái gọi là cũng khá là basic của cái game này rồi. Kiểu là từ cái ngày đầu tiên nhất cái nhân vật của mình vì sao được đưa tới đảo, rồi cả một cái hệ thống con nợ và chủ nợ, và đồng thời luôn là cái cách thức mà cái đảo nó hoạt động kiểu vậy. Rồi, cái mục đích ultimate của cái game này đó là chúng ta sẽ làm cho cái hòn đảo nó hoành tráng nhất có thể. Mà để hoành tráng nhất có thể thì chúng ta cần rất là nhiều những cái vật dụng, những cái đồ, chưa kể là phải biến đổi cái địa hình của cái đảo này nữa. Mà tất cả những cái việc đó thì cần bells. Bells là đơn vị tiền tệ ở trong cái game này. Mà như những tập trước các bạn đã biết, nếu mà chúng ta chỉ có gọi là bắt sâu, bắt bướm, rồi câu cá này nọ các thứ, rồi đem những cái rác lặt vặt đó mình về mình bán cho Timmy, thì chắc là 2 năm nữa cái đảo của chúng ta nó cũng chưa có phát triển nổi. Thì có một cách cày tiền rất là phổ biến ở trong cái game này, đó là phi vụ củ cải, hay còn gọi là turnip trading, turnip stocking cũng được. Và ngày hôm nay trong tập này mình sẽ cố gắng để trở thành triệu phú tiền bounce với phi vụ củ cải xuyên lục địa nha mọi người. Một lần nữa, mình là ba anh, hay còn gọi là anh Cà Tây. Chào mừng các bạn đã đến với cuộc sống trên đảo khoai trên kênh Hành Trình Pokemon. Thì như các bạn còn nhớ, ở tập trước thì mình đã thực hiện cái phi vụ củ cải đầu tiên của mình. Mình đã gặp Daisy May và được offer một cái giá là 107 bells một củ cải. Kết quả là mình đã ôm 1090 củ cải với cái giá gốc là 116.630 bells. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ chờ đem cái mớ củ cải này đem bán cho Timmy. Nhưng mà có một cái điều là Daisy May thì bán củ cải vào ngày Chủ nhật, nhưng mà ngày Chủ nhật thì Timmy sẽ không có thu mua củ cải, cho nên là bắt buộc chúng ta không có cách nào khác là ngoài phải chờ đợi. Và mình đã làm cái việc đó, mình chờ. Nói tới đây thì dành cho mình nào lần đầu tiên xem video này luôn, thì cái game Animal Crossing này nó sẽ dựa vào thời gian thật ở ngoài đời nha. 24 tiếng trong game tức là 24 tiếng ở ngoài đời luôn, cho nên là tất cả những cái sự kiện gì đó nó xảy ra thì mình phải đợi y chang như là ngoài đời hết. Ok, ngày thứ hai đầu tuần, một ngày rất là đẹp trời, lần đầu tiên mình đi check giá thu mua củ cải từ Timmy thì mình khá là háo hức mọi người. Đến vô shop ha, gặp ẻm ha, háo hức ha, và bị dội một gáo nước lạnh. Buổi sáng Timmy đã offer mình với một cái giá là 42 bells một củ cải. Lúc mà mình nhìn kiểu what, why? Tôi mua 107 đồng lần đó ông. Ông thu mua có 42 ai mà bán. Thì tất nhiên là làm sao mình có thể bán được mọi người, kiểu lời ít mà mình còn chưa muốn bán nữa, huống chi là cái này là lỗ sặc máu luôn. Rồi, thì mình đợi tới buổi chiều. Một ngày thì Timmy sẽ offer hai giá. Một là từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Cái giá thứ hai sẽ được offer vào sau 12 giờ trưa cho đến khi mà cái shop đóng cửa, đó là 10 giờ tối. Buổi chiều ngày hôm đó mình đã quay lại và Timmy tiếp tục dội nước lạnh vào mặt mình thêm một lần nữa với một cái giá còn thấp hơn cái giá buổi sáng nữa, là 39 bells một củ cải. Mình lắc đầu nhẹ rồi mình đi về. Ngày thứ ba đầu tuần, mình đã trở lại với một niềm hân hoan mới, và vẫn là một cây gáo nước lạnh đó. Giá buổi sáng là 35 bells một turnip, tiếp theo sau luôn với một cái giá buổi chiều là 31 bells một turnip. Đến lúc này thì mình kêu quên đi, tại sao mà cái biểu đồ mà nó đi từ trên này, không, nó đi từ dưới này, xong rồi nó đi xuống luôn mọi người. Nhưng mà mình lại nghĩ là ok, có thể là lần đầu tiên mình làm cái phi vụ của cải này, cho nên là Timmy và Tommy thì kiểu cũng e dè mình ha, có mình có đủ kiên nhẫn hay không ha. Ngày hôm sau chắc chắn sẽ tốt hơn. Yeah, giá của cải của ngày thứ tư mà mình check được đó là buổi sáng 27 bells và buổi chiều 27 bells. Đến lúc này thì mình đã không còn gì để nói nữa, kiểu là mình cứ bước vô shop, mình lắc đầu rồi mình đi ra thôi. Mình cảm giác giống như là mình bị lừa vậy đó. Daisy May với lại Timmy kiểu là mới đầu bay vô, nó dụ mình là đây mình sẽ bán cho bạn giá rất là chill, rất là thấp ha. Xong rồi bạn đi bạn bán lại cho người khác, bán lại cho Timmy với một cái giá siêu cao là bạn lời rồi. Ai ngờ nó chơi ngược lại, nó bán cho mình giá cao, xong nó offer mình giá kiểu giống như là muốn cho không vậy đó. Rồi ok, thì nó cũng là mới chỉ là thứ tư giữa tuần thôi, thì mình cũng nghĩ là ok, mình kiên nhẫn. Và cuối cùng tới ngày thứ năm, cái giá nó bắt đầu nó khởi sắc lên chút xíu. Buổi sáng là 115 bells và buổi chiều là 114 bells. Ok, với cái giá này thì mình lời rồi mọi người. Cái giá gốc của mình là 107 bells ha, nhưng mà lời ít quá. Nếu mà mình bán với cái giá này thì
cái tiền lời của mình nó chỉ tầm vào khoảng chắc 10.000 hay là 15.000 bao gì là cùng. Mình không có tính trực tiếp ra nhưng mà nó rất là thấp, không có đáng. Và bởi vì mình biết được là cái giá Turnip mà Timmy có thể offer lên kiểu maximum luôn á, hình như là 700 hay 800 bao gì đó. Đó, cho nên làm sao mình chấp nhận ở cái giá 110 mấy được. Rồi, mình lại kiên nhẫn chờ tới ngày thứ 6. Và đúng thật là mọi chuyện nó bắt đầu nó khởi sắc hơn chút xíu. Buổi sáng Timmy offer mình là 135 bells và buổi chiều là 153 bells. Oh my gosh, ok. Nó đang trên cái đà lên. Có trên cái đà lên, nó có thể nó sẽ vượt qua 200 hoặc thậm chí là 300 bells luôn. Mình chơi liều. Liều ăn nhiều, từ chối giá 153 bells. Và sang sáng ngày thứ 7, cái này mới hấp dẫn nè. Giá nó rớt xuống còn 127 bells. Rồi nó rớt, mình bắt đầu mình rung, mình khá là rung. Rung nhưng mà kiểu vẫn còn lì, bởi vì mình không 127 vẫn còn lời. Mình đợi tới buổi chiều và cuối cùng. Yeah! Buổi chiều ngày thứ 7 mình đã nhận được một cái giá offer tuyệt vời. 43 bells. Tôi là ai? Đâu là đây? Tôi đang làm gì vậy? Không thể tin được luôn. Giá đang lưng lửng trăm mấy tụt huyết áp xuống còn 43. Nhưng mà mình không cam tâm. Và rất may mắn. Sau tập đầu tiên của series lên sóng thì Lily cũng thấy khá là thích. Cho nên là mình đã tặng quà cho Lily bằng một cái Nintendo Switch Lite kèm với một cái version của Animal Crossing. Và chính thức thì Lily đã có một cái đảo riêng cho mình. Và cũng là mình có thêm được một cái nguồn để mà có thể check giá Turnip mỗi ngày. Và ơn giờ khi mà mình biết được giá Turnip vào chiều ngày thứ 7 ở trên đảo của Lily là 164 bells một củ cải, thì mình đã, các bạn thấy đó, thu gom hết củ cải mà mình có được từ cái đợt trước, chạy thẳng qua đảo của Lily. Đấy, mình tới sân bay ha, và nói chuyện với Dodo và đi tới đảo của Lily thôi. Yeah. Cái này là cái đoạn mà mình đã quay lại từ tuần trước rồi. Ok, thì Lily cũng vừa mới chơi giống như mình thôi, cho nên là đảo cũng tương tự. Đó, thấy chị đang đứng đợi mình ở sân bay các bạn. Mỏ ăn xương gồm, thấy ghét tay bắt mặt mừng này nọ đồ. Giống như ngoài đời chưa gặp vậy. Yeah, tiếp theo thì Lily đã dẫn mình đến cái shop trên đảo của Lily. Mình vào gặp Timmy để mà bán củ cải. Và khi đến check giá của Timmy ở trên đảo của Lily thì chính xác là như vậy mọi người. Em nó đang thu mua với giá là 164 bells một củ. Wow, không phải là một cái giá gọi là cao ngất ngưỡng ở trên trời, nhưng mà lời rồi. Còn đỡ hơn là cái giá 40 mấy đồng nhà mình. Cho nên là mình tống hết 1090 củ cải mà mình đã thu mua được từ Daisy May chủ nhật tuần trước. Và tổng cộng thì Timmy đã mua lại cái đống củ cải đó của mình với giá là 178.760 bells. Vị trí là mình lời 178.760 ha, trừ cho 116.630. Boom. 62.130 bells. Thì lời rồi, nhưng mà các bạn, mỗi tuần mà chỉ có thể gom về 60 mấy ngàn bells, chưa tới 100.000 bells thì chừng nào mới giàu nổi, chừng nào mới đủ tiền mà mua trang hoàng cho cả cái hòn đảo này. Mình cần phải bán được củ cải ở một cái giá cao hơn rất là nhiều, kiểu như là 300-400. Đây, chưa cả là mỗi lần mà tới đảo người ta mà mình mình trade á, còn phải tip cho người ta nữa, kiểu đúng không? Thì mặc dù là đó, người thân này nọ, nhưng mà cũng đòi tip thì ok, tips thì mình lời 60 mấy ngàn, mình tip lại để lại 10.000, vậy là quá hời rồi. Tip bằng cách là mình dục cái mọc tiền 10.000 ra, xong rồi Lily sẽ lợi lụm ha. Thì đây nó không phải là một cái bắt buộc của game, mà nó là một cái, nó giống như là một cái luật bất thành văn hơn mọi người. Kiểu như là mình tới đảo người ta ha, mình nhờ vả mà. Thì sau khi mà mình được lợi rồi, lợi lớn rồi, thì mình cũng phải để lại một cái gì đó, cũng như là một món quà nhỏ, hoặc là bells, hoặc là bất cứ thứ gì. Có thể là cái người chủ đảo người ta sẽ yêu cầu, hoặc là người ta kiểu tùy tâm thôi. Và sau đó thì mình đã rời đảo của Lily về nhà các bạn. Và tất nhiên là sau đó mình đã không cam tâm với lại cái kết quả này, cho nên là mình đã research một tí xíu ở trên Google. Và mình đã phát hiện ra một cái phương pháp, nói đúng hơn là một cái app có thể giúp chúng ta làm cái phi vụ củ cải này một cách xuyên lục địa nha mọi người. Xuyên luôn ấy. Rồi bây giờ mọi người tưởng tượng như vậy ha. Nếu như mà mình có một cái nhóm gọi là trong nhóm bạn đi, 10 người bạn đều chơi Animal Crossing hết và đều có 10 hòn đảo. Một ngày chúng ta có tới 20 giá để mà check với 10 người. Vậy còn 20 người, 100 người hay kể cả là 10.000 người thì sao? Đấy. Nhưng mà trước khi giới thiệu cái app này thì mình xin nhấn mạnh là mình không có đang quảng cáo cho cái app này ha. Mà chỉ đơn giản là mình được một người bạn cũng chơi Animal Crossing
chơi trước mình cơ, giới thiệu cho cái app này. Và mình thấy nó thật sự là nó hữu ích dành cho những người chơi Animal Crossing và có hứng thú với lại phi vụ củ cải. Đây, app nó tên là Animal Crossing Exchange, viết tắt là AC Exchange. Đây là cái app nó kết nối tất cả những người nào chơi Animal Crossing và có dùng cái app này. Chúng ta có thể lên đây để mà host một cái phi vụ trade, hoặc là làm cái người đi bán củ cải. Chúng ta xếp hàng đi bán nha mọi người. Ví dụ như mình bấm vô đây ha, trade turnips. Đấy, mọi người có thể thấy. Thì các bạn có thể tưởng tượng là trong hàng ngàn người đang chơi Animal Crossing hiện nay, thì thế nào trong một ngày cũng sẽ có một cái hòn đảo mà Timmy offer một cái giá mua lại turnip rất là cao. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta đang có một số những người, người ta đang host cao nhất là giá 533 bells một turnip nè ha. Xuống dần, thấp dần, thấp dần. Và chúng ta có thể tạo tài khoản rồi mình xếp hàng. Ví dụ như cái line mà mình đang xếp hàng ở dưới nè, là đang có tới 287 người xếp hàng để mà được vào đảo của bạn này. Bởi vì để được đến đảo của người ta thì chúng ta phải cần có một cái code mà người đó mở cái sân bay ra, rồi người ta share với mình thì mình bấm cái code đó vào thì mình mới đi tới đảo người ta được. Và bởi vì nhiều người mà đến đảo cùng một lần quá đó, ví dụ như mình nghĩ là 5-6 người tới một lúc thì cũng không sao, nhưng mà mấy chục người tới thì có thể là sẽ bị lag hoặc là bị văng luôn. Cho nên là những người host này thường thường là người ta cũng sẽ chỉ giới hạn lại khoảng chừng vài người tới một lần, và cũng để là người ta có thể kiểm soát được, bởi vì giống như có những thành phần giống như troll các bạn vô rồi phá đảo người ta. Nói chung là cũng sẽ không có làm được gì nhiều đâu, nhưng mà sẽ chạy lung tung rồi ví dụ như là đào cây chặt củi gì đó, nói chung là phá cái đảo người ta đó. Nó thì cũng một phần là để người ta sẽ có thể mà quản lý được. Thì hôm qua mình và Lily đã test thử cái phương pháp này với phi vụ củ cải của Lily, và kết quả là Lily đã trở thành triệu phú củ cải trong vòng một nốt nhạc. Không, thật sự là cũng không phải là một nốt nhạc đâu, bởi vì phải xếp hàng cũng từ trưa đúng không em? Từ trưa luôn mọi người, từ trưa 1 giờ mấy trưa xếp hàng cho tới 4 giờ chiều luôn mới tới phiên mình đi vào đảo người ta. Thì ra cái phương pháp này nó cực kỳ mất thời gian, bởi vì rất là nhiều người cũng muốn làm. Nhưng mà bởi vì đây là một cái phương pháp mà các bạn có thể chắc chắn được 100% là chúng ta bán được turnip với giá siêu khủng. Thì chủ nhật vừa rồi mình cũng đã gặp Daisy May và mua củ cải của em với giá là 101 bells một củ cải. Thì cái giá này nó rẻ hơn cái giá mình mua tuần trước rất là nhiều. Đây sẽ chính thức là một cái phi vụ thứ hai của mình, và tổng cộng là mình đã mua gần 4.000 củ cải ở trong cái đợt này, bởi vì trong tuần thì mình chơi mình có thêm nhiều bells đó mọi người. Cái 3.400 mọi người thấy ở đây đó, tại vì mình không có đủ chỗ ở trong cái túi của mình đó, cho nên mình phải mua hai lần. Mình mua rồi mình chạy về nhà mình cất, bỏ củ cải đầy một cái phòng luôn mọi người. Không biết là từ đây tới tối có kịp line up vô một cái đảo của bạn nào đó không. Thì mình sẽ trở lại khi mà mình đã line up được ha. Gặp lại mọi người ở trong một cái chuyển cảnh nha. Rồi các bạn ơi, mình đã line up cái line này hơi bị lâu luôn rồi. Hiện giờ như các bạn đang thấy trên màn hình là 9 giờ 9 tối rồi. Mình sắp được vào rồi nha. Còn 5 người nữa trước mình thôi. Wow, rất là gần rồi. Ok, và nếu như cái phi vụ này thành công thì mình sẽ bán được với giá là 494 bells một turnip. Và bạn này thì bạn chỉ đòi có 2 nước mai ticket một lần đến. Yeah, thì với cái giá như vậy hoàn toàn nói chung là cũng hợp lý, không đến nỗi nào. Bây giờ mình sẽ ra đứng ở sân bay đợi sẵn nè. Đây. Ok, tình hình là đến phiên chúng ta rồi mọi người. Mình đang hạng nhất đúng không? Lily làm trợ lý bấm code mọi người. Ủa nhưng mà hình như sao chưa gửi code cho mình nữa? Cái bạn mà host này đặc biệt thì bạn để mà dễ kiểm soát á, bạn chỉ cho 2 người lên đảo một lần thôi. Ok, chúng ta có code rồi mọi người. Có code rồi. Let's go confirm, let's fly everybody. Yeah, ok, cái bạn này bạn nói là bạn sẽ đóng like trong vòng 30 phút nữa. Oh yeah, 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 đúng rồi. Cái đảo này bạn tên là Kingdom. Let's fly, let's go. Oh my god. Getting ready to depart. Phi vụ triệu đô em ơi. Come on, let me in. Getting ready to depart. Rồi, bảo đảm luôn, ngay lúc này là sẽ đang bạn này một lần bạn cho vô là 2-3 người, thì chắc là 2-3 bạn kia cũng đang cố get in á, cho nên là cái line nó sẽ bị stuck, bảo đảm luôn. Lâu vậy, come on. Được chưa? No. Mình bị chắc là ai đó vô trước rồi. Ok, lại. Đúng rồi. Tức là có 2 người vô cùng một lúc thì sẽ có một người được get in. Hoặc là ở trên đảo đó có ai đang người rời đi, hoặc là đang mở cái phone conversation lên, mình cũng không nói được. Come on, vẫn chưa được mọi người ơi. Khổ lắm, anh chàng này ảnh đóng cái đảo của ảnh trong vòng 30 phút nữa.
Come on. Chờ lâu lắm luôn rồi đó. Được chưa? No. Ê, được rồi. Yes. Ok. Được rồi em ơi. Phi vụ 1,9 triệu bells. Damn. 1,9. Yeah, tại vì 1,7 là với cái giá 450 bells á. Cái giá này là tới 490 lận. Dưới 494. Mà anh đang carry tới 3,900 turnips. Let's go. Mình sẽ không cắt khúc này luôn để cho các bạn biết là mỗi lần mà đi qua đảo người ta ha, rồi line up chờ đợi. No way, communication is interrupt. Trời ơi, cái mạng của ông nó bị. No, trời ơi. Mở lại cái code cho anh coi này. Yeah, really? No way, come on. Các bạn thấy rõ ràng là chúng ta enter cái code luôn rồi, vào thấy được cái tên đảo luôn rồi. Nó bị giống như là interrupted đó. Mình đang bay giữa chừng, mình interrupted có nghĩa là bên kia đang bị vấn đề về internet hay gì đó, không biết nữa. Trời ơi, bán buôn gì đâu mà sao mà căng thẳng quá mọi người. I wanna visit someone, yes. Nó căng thẳng ở đây á là bởi vì mỗi lần á mình phải line up rất là lâu, kiểu cả ngày, nửa ngày trời luôn. Ok, bạn vừa thông báo là bị trục trặc về internet. Cái máy switch của bạn, cho nên là bây giờ mình vẫn cứ chuẩn bị lại thôi. Tại sao vậy ta? Tại sao cứ tại sao tự nhiên tới lượt mình là như thế? Có thể là bạn sẽ cung cấp cho mình một cái dodo code mới, nhưng mà bây giờ thì mình cứ bấm sẵn đi. Ok. Lại đợi. Không thể tin được. Hồi nãy là đúng nghĩa là tụi mình đang trên máy bay rồi nha mọi người. Tụi mình đang kiểu ở trên máy bay rồi đấy. Xong rồi máy bay phải ngược về lại sân bay của đảo khoai. Ok. Rồi. Tiếp. Yeah. Please. Kingdom Island. Đúng rồi, đúng cái đảo này rồi. Kingdom Island. Let's fly. Fly me to the moon. Come on. Oh yes. Ok. Được rồi. Lên máy bay được rồi mọi người. Lên máy bay. Please. Hãy cho tôi thấy đảo của bạn nào. Hôm qua là em làm một phi vụ là hơi bị căng luôn ấy. 2 triệu mấy là mọi người, 2 triệu mấy. Không, đúng ra là 3 triệu. Dạ, yeah. Hôm qua Lily là một làm. Không, đúng ra là 2 phi vụ lận, chứ không phải là 1 phi vụ. Không, nhưng mà tổng cộng á là buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Nhưng mà buổi sáng là em bỏ ra 200 ngàn. Yeah, buổi chiều yeah. Tức là hôm qua là Lily làm tới 2 phi vụ luôn mọi người. Tức là đã mua cái đợt turnip ở trên đảo của mình, xong rồi bán đi y chang như vậy ha. Rồi á, bởi vì mình chênh lệch thời gian với lại một số những cái bạn bên Mỹ, cho nên là những bạn bên Mỹ vẫn có bán turnip nữa. Lại xếp hàng bay qua đó, hốt turnip, làm thêm một phi vụ ở cuối ngày nữa. Tổng cộng luôn 3 triệu mấy. Yes! Ok. Tới đảo rồi. Hai cái nút my ticket. Nhưng mà bây giờ không biết là bạn này bạn lấy trước hay là không thì mình không biết được. Nhưng mà bây giờ mình sẽ Naruto run thiệt là lẹ tới cái shop. Quay nha, nhưng mà để coi. Thôi còn không thì chấp luôn, chơi trả cho bạn trước hai cái nút mạch ticket luôn. Nữa, đợi nữa. Rồi, tới rồi. Ok. Mình vô nút Granny. Để cái shop ngay sân bay.
Ok mọi người ơi, đây 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 đây. Mình make sure giá nha, make sure giá, giá bao nhiêu? 494, yes, đúng rồi. Rồi 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 rồi. Wanna sell? Yes, of course, what exactly you offering? Đây, chọn hết. Chờ cái nút mang ticket ra. Oh god, oh god, oh god. Hey, 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 hey. Rồi, thiếu cái nào không? Rồi, confirm. Timmy, give me something good. Please end the conversation. No, từ từ, có người sắp, có người đang tới nữa. 1.900.000, yes. So, có người đang tới mọi người, có người đang tới đảo nhưng mà mình đang ở trong cái conversation với Timmy cho nên là bị không biết. Yes. Chạy đi. Đi về, đi về, đi về. Đây, tiền vô rồi, 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 tiền vô rồi. Ok, đây, mình bị đứng rồi. Bởi vì có một người, một người khác giống như mình vậy đó, đang đi tới đảo của bạn này. Đó, đây thì mỗi lần mà có ai tới đảo á, thì nó sẽ hiện thông tin lên tên là như vậy ha. Tên người nè, đến từ đảo nào luôn. Thì cái việc này á, nó kiểu, nó cực kỳ phiền, nhưng mà nó cực kỳ cần thiết. Bởi vì các bạn tưởng tượng đi, đây là một cái trò mà nó vừa gọi là sao ta, nó vừa offline mà nó vừa online, thì đã đảm bảo rằng là tất cả những cái người chơi khi mà gọi là từ offline mà khi mà tham gia online chung với nhau á, thì họ sẽ được đồng bộ hóa cùng một lúc. Cho nên là khi mà có người nào mà ra vào đảo hoặc là kiểu là nói chung là sinh hoạt ở chung một cái môi trường á, thì cần có một cái bước này để mà đồng bộ hóa hết tất cả account của mọi người chơi. Giải thích ra thì nó hơi dài dòng nhưng mà đúng rồi thì đó, dạ dạ dạ, chính xác. Còn nếu như mà các bạn chơi riêng đảo của từng người, của mỗi người á, thì các bạn muốn sell lúc nào cũng được hết, không cần thiết phải đợi ai hết. Đây, trời ơi, chúng ta có một siêu nhân tới đảo rồi, chúc bạn may mắn nha, chắc chắn tới đây là có tiền đi về rồi. Không biết nữa, chủ đảo bạn Brett. Hình như là các bạn đeo cái nón phù thủy hồi nãy đúng không ta? Tại vì bây giờ mình sẽ phải đi ra để mà mình kiếm bạn để mà mình tips á, mình trả cái nút miles. Thì nếu như mình là... Tôi chưa có đi được bước nào luôn. Tôi chưa có đi được bước nào luôn á, lại nữa hả? Nóng một tiếng đúng không? Vâng, xin mời các bạn thay thắt seat belt và máy bay chúng tôi sắp hạ cánh xuống sân bay Kingdom. Tụi mình bây giờ là an toàn rồi, safe rồi, tiền vào trong túi rồi, ok? File nó cũng đã được save vào rồi, cho nên là mình không có gì phải lo sợ hết, chỉ có cái điều là mình đang đợi để mình đi ra thôi. Thì thực ra thì cái cộng đồng người chơi của cái việc mà gọi là cái phi vụ của cải Animal Crossing này, nó đòi hỏi một cái tính trung thực và tự giác rất là cao nha mọi người. Kiểu mình vào mình phá đó thì nó mất vui đi. À, đâu rồi? Ông kia đâu? Đây đây đây, ok ok. Đây, mình sẽ quăng ra cho bạn. Đúng rồi, đúng là cái ông đội nón này rồi. Ok, mình thanks bạn kìa ha. Thank you. TY là thank you nha mọi người, viết tắt. Joy. Rồi thôi đi về. Đúng rồi, đúng rồi. Không mà anh thấy để ý là mấy cái bạn kia lúc mà tới trước cửa cái thả drop cái nút mouse trước, còn mình hồi nãy mình băng vô mình bán trước xong rồi ra mình mới tiếp. Ok. Giờ mình về nhà rồi mọi người. Về nhà thôi. Đếm tiền. Yeah, về nhà đếm tiền. Yeah. Oh my gosh. Trời, cái khúc mà hồi nãy bị disconnect đầu tim khiếp luôn. À ok, chắc có ai đó đang bán đồ cho Timmy đấy. Yeah. Không, hồi nãy giống như mình á, tức là mình đang bán đồ cho Timmy thì cái người tới hoặc là cái người đi họ cũng không có đi được luôn. Yeah. Here you go, về nhà thôi. Về nhà nè mọi người.
Ok, thì mọi thứ ok thì em ray cho bản đi. Em ray cho bản ok đi. Xong rồi bấm leave luôn để cho người để cho người khác ấy. Right. How will I know who your character is? Your... Rồi, về tới đảo khoai rồi mọi người. Ok, bấm leave. Yeah, ray cho bạn một thumbs up. Đây là đảo khoai của mình nha. Về tới nơi rồi à, chắc chắn là các bạn đã nhận thấy là có rất là nhiều thay đổi ha à, và thật sự là có rất là nhiều thay đổi. Nhưng mà mình cũng chưa có vội cập nhật cho các bạn ở trong tập này. Bởi vì nó còn khá còn lung tung á. Mình chưa có hệ thống lại cái nội dung của tập. Với lại tập này thì mình thấy nó cũng kiểu là khá là đủ dài rồi. Rồi đây để mình tổng kết nha. 1, 2, 3. Bam. Mình có cái này làm bao nhiêu bao đâu, 19 bao tiền, mỗi bao là 99.000 bells. Ok, yes. Rồi thôi bây giờ đây là cái nút mai sức kịch này, chạy vô gửi ngân hàng liền mọi người ơi. Ủa quên rồi, trời nhiều tiền quá, quên nhà ngân hàng mình đâu luôn rồi. Thì sở dĩ là cái số tiền này nó được phân ra rất là nhiều những cái bao tiền nhỏ là bởi vì ở trong túi của mình á, trong túi đây, cái túi của mình nè, cái chỗ này nè. Đó, mỗi lần thì cái chỗ này nó chỉ giữ được là 99.999 bao thôi. Còn nếu mà nhiều hơn á, thì nó sẽ bị phân ra những cái túi tiền như thế này. Đó. Và những cái túi tiền như thế này thì nó cũng chỉ tối đa là 99.999 bao. Đấy. Nhưng mà nếu mà giữ tiền ở trong cái túi di động này của mình á, thì nó tốn chỗ quá, mình không còn làm được việc gì khác các bạn. Cho nên là bắt buộc khi mà nhiều tiền quá thì chúng ta sẽ vào nút stop. Và mình gửi vào ngân hàng. Hey. Alright, deposit nè. Gửi. Hello. Cha chang. Ý quên. Phải giữ lại một tí cầm trong túi này nọ chứ. Giữ lại 50.000 thôi. Ê. Rồi, vậy đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Đó là cách chúng ta buôn củ cải một cách chuyên nghiệp. Và gọi là sao ta, triệu phú Bells trong một tập. Ok, cảm ơn cộng sự. Mình sẽ qua đảo của bạn, mình tips cho bạn sau nha. Hôm qua em cho anh 1 triệu á, anh nhớ không? 1 triệu đó, anh cũng phụ em vậy, đúng không? Bây giờ anh bán được em vậy. Gần 2 triệu thì anh... Anh bán được gần 2 triệu, anh bán được gần 2 triệu, anh phải trả lại cho em 1 triệu sao? Em bán 3 triệu mà em cho anh tình, 1 triệu. Tình nghĩa chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi sao? Trả tiền ra. Tiền bây giờ rất là nhiều, ok? Mai mốt anh còn chạy em cái cách kiếm khác nữa. Còn cách đi săn bọ cạp nữa, ok? Tập tới là sẽ tập đi săn bọ cạp nha mọi người. Rồi, và... hiện tại á, là với cái số tiền mà hôm qua mình với Lily kiếm được á, mình đã trả được 2 lần nợ cho Tom Nook luôn. Nhà mình bây giờ nhiều phòng đó mọi người, nhiều phòng rồi, nó rộng ra này nọ, nhiều thể loại để update lắm. Thì như Lily vừa nói các bạn, thì nói chung là để xài cái app này á, thì chúng ta cũng cần phải có một tí vốn liên tiếng Anh để mà biết chuyện gì để xảy ra. Mình còn phải chat với lại cái người host kiểu để biết được cái luật lệ này nọ tùm lum tùm la. Thì hy vọng chắc là nếu mà trong tương lai gần, cộng đồng Animal Crossing ở Việt Nam nếu mà có phát triển á, và một cái đơn vị nào có khả năng và gọi là lực để mà tạo ra một cái app như vậy dành riêng cho người Việt không, thì mình nghĩ là cũng rất là hay. Không, nhưng mà hiện giờ thì ở trên cộng đồng Việt Nam, thì ở trên Facebook thì mình cũng thấy là có một số những cái group, đúng không? Một số group tuy là không lớn lắm nhưng mà nói chung là cũng có. Thì các bạn cũng lên rồi các bạn cũng trao đổi, chia sẻ giá này nọ. Nhưng mà kiểu là nó hơi bất tiện ở chỗ là phải PM ở bên dưới, rồi cái người host á, giá inbox riêng của cái người host, người ta cũng rất là khó để mà keep track. Thì cái app này nó giải quyết được cả một cái vấn đề đấy mọi người, kiểu rất là tuyệt vời luôn. Và như vậy thì từ hôm nay mình đã chính thức thành triệu phú trên đảo khoai rồi mọi người. Không có gì ngoài bells. Yeah, không nói giỡn chứ trả thêm vài cái khoản nợ nữa là xuống như bình thường rồi mọi người. Cái khoản nợ tiếp theo của mình nó đã lên tới 750.000 bells rồi. Và cứ như thế nó sẽ lên tới triệu bells một lần trả nợ. Nhà của mình bây giờ thì nó cũng đã được mở ra là thêm 1, 2. Tổng cộng là thêm 3 cái phòng, thêm cái phòng chính đó là 4 cái phòng rồi mọi người. Và chúng ta còn 2 cái phòng nữa được cần phải mở ra. Và cái đó cũng chỉ là cái phần nhà thôi. Chưa kể là xây cầu rồi xây dốc. Ôi thôi là không có biết bao nhiêu bells trong cái game này mà gọi là cho đủ để mà... gọi là các bạn trang hoàng cái đảo này hết. Mà cái kế hoạch gọi là cụ thể
tới đâu á thì thực ra mình không có dám hứa, nhưng mà nói chung là mình có hướng rồi. Cách kiếm tiền triệu bounce ở trong game này thì yeah, đây vừa rồi mình cũng đã làm cho bạn xem rồi đó. Một tuần đi một phi vụ thôi là gần 2 triệu bounce rồi. Dù như mà mình đầu tư hơn nữa, mình muốn hơn nữa thì mình có thể một tuần mình làm 4-5 phi vụ. Nhưng mà cái đó nó mệt mỏi lắm mọi người. Kiểu là các bạn thấy đó, phải line up, phải xếp hàng ha. Một lần xếp hàng là cầu cả nửa buổi luôn ấy, không phải dễ đâu. Với lại cái việc mà buôn củ cải này nó là cái cách phổ biến nhất để mà kiếm tiền triệu ở trong Animal Crossing. Nhưng nó không phải là cái cách duy nhất, nó còn nhiều cách khác nữa. Ví dụ như là đi săn bọ cạp hoặc là đi săn nhện tarantula. Thì nếu như các bạn có hứng thú thì tập sau mình sẽ record lại và chia sẻ cho các bạn về cái cách đó. Cái cách đó thì nó kiếm ít tiền hơn là đi buôn củ cải, nhưng mà nó kiểu là nó kích thích và nó vui hơn nhiều. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu như đã lỡ thích thì hãy cho video này một like nha. Nếu chưa thì hãy bấm vào nút subscribe đăng ký. Được luôn thì thích vào cái chuông nhỏ nhỏ tinh để nhận được thông báo sớm nhất mỗi lần khi mà mình ra video. Một lần nữa, mình là Ban hay còn gọi là anh Cái Tây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp. Còn bây giờ thì peace. Peace. À, còn một việc nữa mọi người, quên. Hôm nay là ngày sinh nhật của Cherry. Happy birthday Cherry. Từng em villager trên đảo chúng ta đều có một ngày sinh nhật riêng hết nha. Đấy, vào nhà của bạn là tự có một cái bữa tiệc sinh nhật nó dễ thương như thế này.